Xin chào cả nhà, chúng ta lại cùng quay trở lại với live stream của Dr. Hùng Thanh. Và hôm nay Dr. Hùng Thanh sẽ cùng trò chuyện bạn gái rất là xinh. Hôm nay thì bạn ấy đã sau cắt chỉ được 7 ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một chút nha. Em có thể giới thiệu cho mọi người biết mình tên là gì không? Dạ, em tên là Linh ạ. Em bay từ Singapore về để cắt nhí. Cái tình trạng trước đây của Linh thì nó gặp phải vấn đề như thế nào? Em có thể chia sẻ cho mọi người. Da mắt của em ngày trước là da trùng rất là nhiều, rất là buồn. Còn nó có nhiều nếp mí phụ đúng không? Vâng ạ. Ok. Với cái tình trạng trước của Linh thì Linh tự cảm thấy là cái mắt mình nó như vậy thì nó có cảm thấy là nó có tươi vui hay như thế nào không? Mỗi lần chụp ảnh thì nó hơi bị hẹp nên lại buồn ạ. Hơi bị hẹp và buồn đúng không? Và không biết cái động lực nào mà Linh lại biết đến nước Tơ Hùng Thanh, nó có thể lựa chọn Tơ Hùng Thanh? Em xem ở trên TikTok với lại cả qua bạn bè giới thiệu ạ. Và mất bao lâu để từ cái quyết định tìm hiểu đến nước Tơ Hùng Thanh và đến nước Tơ Hùng Thanh thực hiện? Trong khoảng 1 năm ạ. 1 năm. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có thể nhìn thấy ngoại với tình trạng của Linh. Hôm nay là cắt chỉ sau 7 ngày thì mình sẽ cùng zoom cận lại một chút xem cái nếp mí của bạn ấy đã có cái sự thay đổi cũng như là sau 7 ngày đã hồi phục như thế nào nha. Mọi người để ý kỹ ngoại với phần nếp mí đã đều nhau và phần độ mở mắt này, nó là cho mắt tươi vui hơn rất là nhiều và đặc biệt là đã hoàn toàn khắc phục những cái nhược điểm mà bạn ấy vừa nói, đó chính là da trùng, nhiều nếp mí phụ và nhìn thấy mắt nó rất là buồn. Đây, để cho mọi người rõ hình dung hơn thì chúng ta sẽ cùng cho mọi người theo dõi hình ảnh trước sau của bạn ấy nhé. Với hình ảnh trước này thì mọi người có thể nhận thấy rõ được là cái sự thay đổi của bạn ấy này. Với hình ảnh trước này, nếp mí da trùng này đó, và cái đôi mắt nó bị buồn, không có độ mở đôi mắt, nó không được tươi vui. Và sau khi mà thực hiện xong tại Dr. Hùng Thanh thì mọi người có thể nhìn thấy không ạ, nếp mí trẻ trung hơn, là đôi mắt mở hơn và đặc biệt là có cái sự thay đổi rõ rệt đó. Và mọi người sẽ cùng quay các góc này để cho mọi người thấy là cái sự thay đổi của Linh như thế nào. Quá trình phẫu thuật thì Linh có cảm thấy đau hay khó chịu gì không? Hơi đau một chút. Hơi đau một chút à? Nhưng mà cảm thấy là nó chịu được đúng không? Với Linh thì trong quá trình về nhà, cái hồi phục cái phần sưng ấy nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó có thay đổi theo thời gian hay là Linh có thể diễn tả một chút ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 5, thứ 6 thì nó sẽ như thế nào? Từ sau khi mà phẫu thuật thì nó sẽ hơi sưng bầm một chút, nhưng mà ngay từ ngày thứ hai nó đã giảm đi rất là nhiều rồi ạ. Và nó sẽ ổn định hơn đến bây giờ luôn đúng không? Thực ra với cái tình trạng của Linh sau 7 ngày vẫn còn một khúc nhẹ đấy, vẫn còn một chút nề nhẹ, nhưng mà cái điều này không đáng kể nhá. Nó sẽ ổn định sau khoảng 2 tuần nữa thôi, và cái đôi mắt của Linh nó sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng mà với cái đôi mắt này chắc là đánh giá mọi người xung quanh thì ai nhìn cũng rất khen rồi đúng không? Dạ vâng. Đấy, mọi người có nhìn thấy không ạ? Cái nếp nhí này trẻ trung hơn rất là nhiều. Ấn tượng nhất là mọi người nói câu gì? Nhìn nét hơn. Ok. Đấy chính là sự thay đổi của Linh sau khi mà thực hiện các nhím tại Dr. Hùng Thanh. Còn những các bạn nào mà đang cần tìm hiểu, đang mong muốn sở hữu cho mình một cái nếp mí trẻ trung hơn, một đôi mắt hoàn thiện hơn thì hãy inbox và Dr. Hùng Thanh sẽ tư vấn và hỗ trợ mọi người nha. Và bây giờ thì lần nữa cảm ơn Linh rất là nhiều nha. Chúc Linh ngày càng trở nên tự tin và xinh đẹp hơn. Dạ vâng, cảm ơn.